Đây mình sẽ chọn cái kiểu logo này. Thì trong cái bài này tiếp tiếp mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo một cái chuyên mục, giống như cái chuyên mục, giống như là cái thư mục của từng cái bài viết. Thì mình sẽ đăng nhập vô cái trang quản trị web, xong thế mình sẽ chọn bài viết này, chuyên mục. Thì trong đây nó có cái thư mục mặc định của nó này, thì mình có thể tạo ra các cái chuyên mục như là kiến thức tiếng Anh, chia sẻ cuộc sống gia đình. Thì trong cái chuyên mục này mình có thể thêm hoặc là sửa lại theo ý của mình. Đây là cái thư mục mặc định của nó. Thư mục mặc định thì nhìn thấy mình thấy không có sửa được, hay là mình không có đổi được, mình không có xóa được gì. Đó, hiện nay thì mình có bốn cái chuyên mục. Để xóa mỗi chuyên mục nào đó thì mình có thể chọn cái thư mục đó mình xóa. Ok, rất là đơn giản. Thì cái chuyên mục này để làm gì? Khi mình viết một cái bài, mình có thể chọn một cái chuyên mục nào đó cho nó phù hợp với cái chuyên mục đó, thì nó danh mục thôi. Nếu như bình thường đây mình chọn này, thì cái bài viết này ấy, thì nó nằm trong cái chuyên mục gì đó, thì mình sẽ chọn phù hợp với chuyên mục đó. Rồi mình xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn mọi người trong một video kế tiếp nhé.